cận cảnh những ô đất Hà Nội quyết đòi đề xây trường, xóa cảnh bốc thăm, hai ô đất F5, TH3, trường trung học cơ sở, diện tích 0,73 ha và F5, NT5, trường mầm non diện tích 0,49 ha. Hiện tại hai ô đất quy hoạch này đang được tận dụng thành bãi trông, giữ xe ô tô, xung quanh đều được quây kín bởi các tấm tôn cao. Vị trí của cả hai ô đất nằm cạnh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, gần với Hồ Linh Đàm và nằm cạnh, bên dưới chung cư Linh Đàm. Ô đất F4, TH2 với diện tích 1,1 ha nằm trên mặt phố Bùi Quốc Khái, phía sau là ao đình làng Bằng A, mục đích được quy hoạch trở thành trường tiểu học. Ô đất này hiện đang được đề xuất điều chỉnh quy mô, xin giữ lại ao. Trong ảnh là phần diện tích dự kiến sau khi được điều chỉnh quy mô, toàn bộ diện tích ô đất đều được bao bọc với lớp hàng rào tôn chắn cao, người dân xung quanh cũng tận dụng để trồng rau và hoa màu. Ô đất C1, TH3 với diện tích 1,3 ha nằm trên phố Trần Thủ Độ, gần cầu Tứ Hiệp, mục đích quy hoạch thành trường trung học phổ thông. Hiện tại một phần ô đất đang trở thành nơi tập kết phế liệu, một phần thì để trống. Ô đất C1, TH2 với diện tích lên tới 2,4 ha, được quy hoạch với mục đích thành trường trung học cơ sở. Vị trí ô đất này hiện tại đang được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng ở khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, gần với đường cao tốc Pháp Vân, cầu rẽ. Ô đất C1, NT3 với diện tích 0,6 ha được quy hoạch với mục đích trở thành trường mầm non, nằm giữa khu dân cư đông đúc. Ô đất này đang được tận dụng thành nơi trồng rau của các hộ dân sống xung quanh. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.